Phú Trần xin kính chào tất cả mọi người nha Đây là cây tàu bay hay còn gọi là cây kim thất Là loài cây có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe Một loại rau sạch đồng thời là một vị thuốc quý Công dụng chính của vị thuốc này đó là giải độc mát gan hạ men gan Hỗ trợ điều trị biếu lành biếu cổ Điều trị u sơ phi đại tuyến tiền liệt Phòng ngừa ung thư Cách dùng của nó Quý cô bác anh chị có thể dùng cây tươi nấu canh ăn hàng ngày Dùng cây tươi rất tốt bởi chúng ta có thể giữ được nhiều dược tính tốt của loại cây này để dùng làm thuốc điều trị biếu cổ. Quý cô bác anh chị và các bạn lấy cho tôi 30 g khô cây rau tàu bay, cây xạ đen 30 g khô, sắc với 1,5 lít nước đun cạn còn khoảng 500 ml chia ra uống trong ngày. Để điều trị phi đại tuyến tiền liệt, quý cô anh chị lấy cho tôi 30 g rau tàu bay khô, náng hoa trắng 15 g đun nước uống hàng ngày. Một số người nói dùng rau tàu bay hại máu, gây độc là hoàn toàn sai. Ngược lại, rau tàu bay rất nhiều dưỡng chất, không gây độc cho máu. Nếu có điều kiện, sử dụng rau tàu bay hàng ngày sẽ giúp bạn ngăn ngừa được rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là căn bệnh ung thư. Rau tàu bay thực ra là một loại cỏ dại mọc hoang hóa khắp nơi, chúng ta có thể bắt gặp khắp nơi. Và còn có thể sử dụng cây rau tàu bay này hàng ngày như một loại rau sạch. Không những chỉ là một loại rau, nó còn là một vị thuốc